Rùa thần báo mộng. Chết này! Mày thích chạy à? Sao ông lại đánh con rùa thế? Rùa của tôi thích làm gì thì làm, liên quan gì đến anh? Khôn hồn thì biến đi! Tôi muốn mua con rùa này, tôi sẽ trả ông 5 đồng. Xin lỗi, con rùa này tôi dùng làm thuốc quý. 5 đồng không bán. Ông... 5 đồng mà cũng đòi mua con rùa của ta ư? Này, nếu anh trả thêm viên ngọc này thì có thể ta đồng ý. Không được, đây là bảo vật gia truyền của tôi không bán được. Thế thì biến đi, đừng can thiệp vào chuyện của ta nữa. Thế là hôm nay số mày tận rồi. Thôi được rồi, mau đưa con rùa cho tôi đi. Được, được, được lắm. Ăn đi, khổ thân mày, chắc là bị bỏ đói lâu rồi đúng không? Mày đã khỏe rồi, giờ thì về nhà của mày đi, đừng lang thang kẻo bị người ta bắt đấy. Đây là... ở đâu ra thế nhỉ? Một tháng nữa làng này sẽ gặp nạn chìm trong biển lũ. Hãy chuẩn bị thuyền, khi nước dâng thì lên thuyền, thuận theo dòng nước mà đi, sẽ tìm được nơi nương náu. Thật kỳ lạ, thần linh đã báo mộng cho mình. Sao, lũ lụt ư? Thật là hoang đường. Tin tôi đi, thần linh đã báo mộng cho tôi thật mà. Ông hãy báo cho dân làng chuẩn bị thuyền, nếu không sẽ không kịp đâu. Nhảm nhí, trên đời này làm gì có thần linh, đừng ở đây nói chuyện linh tinh nữa. Tin tôi đi, tôi nói thật mà. Không được rồi, không ai chịu tin mình hết. Thời gian không còn nhiều nữa, mình phải đóng một chiếc thuyền thật lớn. Quả đúng như lời tiên tri của thần linh, nước sắp nhấn chìm ngôi làng này rồi. Vậy mà không ai tin lời cảnh báo của mình, thật là đáng sợ. Chạy đi, mưa to quá, nhanh lên. Mọi người mau lên thuyền đi. Cho tôi lên với. Tôi nữa. Ân nhân. Rùa khổng lồ. Tôi là rùa thần, cách đây 3 tháng được người cứu giúp. Có phải bức thư báo lũ ở nhà ta là do rùa thần đưa tới? Đúng vậy. Ôi, rùa thần, cảm ơn ngài. Mọi người hãy đi theo ta, ta sẽ cứu mọi người đến một vùng đất mới. Đây là một hòn đảo trù phú, đất đai màu mỡ, hoa trái tốt tươi. Mọi người có thể định cư ở đây mà sống thoải mái. Đội ơn thần rùa, tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài. Ở hiền ác sẽ gặp lành, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với người. Sức mạnh của lòng tốt. Hiện tại, con bảo cô đơn đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, sát đường Alabama. Nếu ai đang đi trên đoạn đường này, đề nghị mọi người hết sức cẩn thận. Trời ơi, sao mày lại dở chứng vào lúc này cơ chứ? Sao lại chết đến lúc này chứ? Lạy Chúa! Sao em dậy sớm vậy? Em dậy chuẩn bị cho anh chút đồ ăn sáng nè. Anh đi cẩn thận nha, nhớ về sớm em chờ con. Anh nhớ rồi, anh sẽ về sớm. Sao đến giờ anh ấy vẫn chưa về? Đây có phải số điện thoại của cô Anna không?
đầu tiên. Tôi là y tá đang gọi điện từ bệnh viện. Hiện tại chồng các cô đang rất nguy kịch. Anh ấy bị tai nạn giao thông và bị thương rất nặng. Bị thương rất nặng ư? Chúng tôi rất tiếc. Nhưng mong chị hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Còn những 50 km nữa mới ra đến bệnh viện trung tâm thành phố. Mình biết phải làm sao đây? Giúp tôi với, tôi ở đây. Có chuyện gì vậy? Anh có thể cho tôi đi nhờ ra bệnh viện thành phố được không? Xin lỗi cô, cơn bão lớn quá mà xe tôi đang đi ngược đường. Làm ơn dừng lại đi mà. Đã gọi cho người nhà bệnh nhân chưa? Dạ, chúng tôi đã liên hệ. Mà hình như vợ anh ta đang trên đường đến đây. Hy vọng phải đến kịp. Giúp tôi với, giúp tôi. Xin hãy dừng lại giúp tôi với. Làm ơn. Xin Chúa hãy giúp con. Con cầu xin người mà. Giữa trời mưa bão này cô lại ở đây, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang rất cần ra thành phố nhất tới bệnh viện. Nhưng mà tôi vừa đi qua đó, tôi không đi về phía thành phố nữa. Nhà tôi ở ngay đây rồi. Chồng tôi, anh ấy đang cần tôi. Anh ấy bị tai nạn đang rất nguy kịch. Được rồi, vậy thì tôi sẽ giúp. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Chưa rồi, trung tâm thành phố. Dạ vâng, làm phiền anh quá. Anh đã giúp tôi rất nhiều, nên hãy cứ nói lấy bao nhiêu tiền để tôi trả. Ai trong tình cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Tôi rất biết ơn anh, nên anh hãy cho tôi biết địa chỉ nhà đi. Cứ việc tôi sẽ đền đáp. Tôi không phải làm gì để đền đáp tôi thôi, thật mà. Dạ vâng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Chưa về, chúng ta thì không còn tiền để trả, cũng chẳng có cách nào khác. Đi về với cha mà. Chị My con yêu ạ, quay lại đi mà. Anh xin lỗi em, anh gặp sự cố trên đường. Chúng ta mang hết đồ đạc đi, cả chiếc tivi mà anh tặng cho con. Không sao đâu, anh sẽ sớm kiếm lại được tiền và mua lại chiếc tivi. 7 ngày sau. Anh không thể lấy lại chiếc tivi cho con được sao? Không, họ đã thanh lý nó mất rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng kiếm việc làm, chăm chỉ, tiết kiệm dành dụm, mua lại cho con chúng ta chiếc tivi mới. Cái gì thế này? Một chiếc tivi mới khác ư? Đúng rồi, tivi mới bố ơi. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó rồi. Bố ơi, con thích chiếc tivi này, bố ơi. Nhưng ở đây đi, để tặng người đàn ông có mái tóc đỏ sống ở khu thị trấn nhỏ, đưa gây rách. Đúng đấy, cả cái thị trấn nhỏ bé này, chỉ mình anh có mái tóc đỏ thôi ạ. À, còn có cả một tấm thiệp đính kèm đến đây. Xin chào người đàn ông có mái tóc đỏ ở khu thị trấn nhỏ, đưa gây rách. Vâng, tôi là người phụ nữ 7 năm trước anh đã gặp trên cao tốc Alabama. Nhờ có anh mà tôi đã có mặt kịp thời bên cạnh chồng tôi trên giường bệnh trước khi anh ấy rút hơi thở cuối cùng. Anh biết không, chồng tôi đã mỉm cười khi thấy tôi. Hẳn là anh ấy đã rất mong được gặp tôi trước khi nhắm mắt để rồi sau đó ra đi thanh thản. Và tất cả là nhờ anh, người đàn ông có mái tóc đỏ tốt bụng. Em rất tự hào về anh. Bố là người bố tuyệt nhất. Con cảm ơn bố. Sau này con sẽ trở thành người như bố. Con gái người đánh cá. Ngày xưa, ở một ngôi làng ven biển của một đất nước xa xôi, có gia đình người đánh cá chăm chỉ và hiền lành. Họ có một cô con gái rất xinh đẹp, đang độ tuổi trăng tròn, tên là Manaket. Cha mẹ cô dù còn nghèo đói vất vả nhưng hết sức yêu chiều con. Tuy nhiên,
cô gái cũng vì thế mà ỷ lại, không chịu giúp đỡ bố mẹ, mà chỉ thích làm đẹp và chải chuốt. Thêm nữa, cô còn là người con hay vòi vĩnh, đua đòi. Manaket, con ra đây giúp mẹ phơi cá cho kịp nắng đi con. Nếu không mẹ cá sẽ bị hỏng mất. Thôi mà mẹ, mẹ đang dở tay thì làm nốt luôn đi. Bây giờ mà con ra đó, mùi cá ám vào người con hôi lắm. Trời lại nắng to nữa, da con sẽ đen sạm đi mất. Cha mẹ ơi, cha mẹ cho con tiền mua cái váy khác đi. Những chiếc váy của con đều cũ hết rồi, lại còn quê mùa nữa. Con muốn có một chiếc váy đẹp như tiểu thư ba lôi cơ. À, cả chuỗi ngọc trên cổ của cô ấy nữa. Con ơi, nhà mình nghèo, sao mà sánh được với tiểu thư ba lôi chứ? Nhà mình làm nghề chài lưới, chỉ may ra đủ ăn, chứ lấy đâu ra mà mua những đồ đắt đỏ quý tộc đó chứ. Cha mẹ, cha mẹ không thương con thì nói một câu để con chết đi khuất mắt cha mẹ. Con bé này ngày càng vội vĩnh quá đáng rồi. Một ngày nọ, vào sinh nhật thứ 16 của Manaket. Hôm nay là sinh nhật của mình, không biết cha mẹ sẽ tặng gì. Hy vọng đó là một chuỗi ngọc hay là một chiếc váy mới. Manaket, chúc mừng sinh nhật con. Cha có món quà này tặng con đây. Con đoán xem nó là cái gì? Có phải là một chiếc vòng cổ bằng ngọc không ạ? À? Tranh thủ lúc đi đánh cá, cha đã sưu tập những con sò đẹp nhất cả năm qua để làm thành chuỗi vòng này đấy. Con có thích nó không? Chuỗi vòng cái gì chứ? Nó chỉ dành cho trẻ con chơi thôi. Cha mẹ muốn con đeo vào để thiên hạ người ta chê cười con à? Manaket, Manaket, con ơi! Manaket, Manaket, con ơi! Thất vọng vì món quà không như ý, Manaket bỏ đi khỏi nhà và chạy đi ra dọc bờ biển, rồi chạy vào một hang đá bên cạnh vùng vịnh vắng người. Mình thật quá thất vọng về cha mẹ. Sinh nhật của mình mà cha mẹ chẳng tặng mình cái gì ra hồn, mà lại đi tặng thứ đồ vớ vẩn như vậy. Cha mẹ thừa biết mình mong có một chuỗi vòng ngọc từ lâu rồi, thế mà... Một cô gái sao? Ai đang khóc lóc quấy nhiễu giấc ngủ của ta vậy? Ông là ai? Ta là thần Dữ Vịnh. Cô to gan lắm, dám xâm phạm vào chỗ nghỉ ngơi của ta. Tôi không dám nữa. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay. Khoan đã, cô gái xinh đẹp, ta nghe cô than khóc và biết rằng cô mong muốn có một chuỗi ngọc phải không? Tôi nàng không phải sợ ta. Ta không thiếu bất cứ món đồ xa xỉ nào. Nếu nàng thích, hãy theo ta. Ta sẽ cho nàng bất kể món đồ nào nàng thích. Ông nói thật chứ? Thần không nói chơi bao giờ cả. Manaket mau chóng bị hấp dẫn trước lời đề nghị đầy hấp dẫn của thần Vịnh. Cô đã theo chân thần Vịnh với hy vọng có được những món đồ mà cô bấy lâu mơ ước có được. Đặt chân xuống lâu đài của thần Vịnh dưới đáy biển sâu, Manaket hoàn toàn bị choáng ngợp trước những món đồ xa xỉ, những bữa tiệc thịnh soạn mà thần Vịnh dành cho cô. Cô không nghĩ gì đến cha mẹ cô ở nhà đang đau khổ và lo lắng đi tìm cô khắp nơi. Manaket, Manaket, con ở đâu? Hãy về với cha mẹ đi con. Con ơi, có lẽ nào con bé đã nghĩ quẩn mà làm liều không? Hả? Là cài tóc của con bé ở đây mà. Con bé đã chạy vào đây. Đúng rồi, là của con bé ở đây mà. Con ơi, con đang ở đâu? Cái hang này xưa nay không ai dám bước vào, vì là nơi mà thần Dữ Vịnh hay lui tới nghỉ ngơi. Nghe nói ông ta hay bắt phụ nữ đẹp. Lẽ nào con bé...
Nàng xinh đẹp của ta, nàng đã thấy ở lâu đài của ta sung sướng như thế nào chưa? Nàng hãy quên đi mái tranh nghèo của cha mẹ nàng để trở thành vợ ta và ở lại đây mãi mãi. Tôi không thể ở lại đây mãi được, càng không thể thành vợ của ngài được. Mấy ngày loanh quanh trong lâu đài tôi đã chán lắm rồi. Tôi muốn về nhà với cha mẹ của tôi, chắc họ đang lo cho tôi lắm. Nàng nghĩ ta cho nàng bao nhiêu thứ tốt đẹp như thế, xong rồi nàng nói muốn đi là đi, muốn ở là ở à? Không có đường quay đầu đâu, nàng sẽ không bao giờ được rời khỏi lâu đài này. Không, không, không. Buông ta ra, buông ra, buông ra, buông ta ra. Manaket hối hận nhận ra ý đồ xấu của thần vịnh thì đã quá muộn. Cô bị hắn bắt giam lại và nhốt trong hang tối và cho người ngày đêm canh chừng cô nghiêm ngặt. Cha mẹ ơi, biết bao giờ con được về với cha mẹ đây? Cũng chỉ tại con đua đòi vật chất xa xỉ, không biết thương cha mẹ, không hiểu lòng cha mẹ nên giờ mới bị trả giá như thế này. Cha mẹ ơi, con gái biết lỗi rồi. Cô gái ơi, tôi hiểu nỗi bất hạnh của cô. Bà cũng là người thường như tôi sao? Đúng vậy, ta là Akulo. Lúc còn trẻ ta bị lão thần vịnh bắt xuống đây và không bao giờ được trở về nhà nữa. Chẳng bao lâu, hắn lại bắt cô trở thành nô lệ như đã đối đãi với ta mà thôi. Không, cháu không muốn như bà. Cháu nhớ ba mẹ của cháu lắm. Cháu có lỗi với họ. Cháu phải tìm cách quay về để sửa chữa lỗi lầm của mình. Ta có thể giúp cô chạy trốn, nhưng cô tuyệt đối phải nghe lời của ta. Cháu sẽ tuyệt đối nghe theo lời của bà, chỉ cần có được cơ hội quay về. Đêm ấy, bà Akulo rắc thuốc ngủ vào cốc nước của mực khổng lồ canh ngục. Rồi bà dẫn Manaket cùng nhau chạy ra con đường ống dẫn từ lâu đài lên mặt biển khơi mà chạy thoát. Nhưng vừa ngoi lên mặt biển thì họ bị thần vịnh và mực khổng lồ phát hiện ra và nhanh chóng đuổi bắt theo họ. Bắt lấy chúng nó, không được để chúng nó thoát. Cứu, cứu với, cứu. Đúng lúc đó, có con thuyền đánh cá của những người ngư dân khỏe mạnh. Những người ngư dân lập tức kéo họ lên thuyền rồi nhanh chóng chạy khỏi sự truy bắt của thần vịnh và mực khổng lồ. Đứng lại, mau thả con bé kia cho ta. Đứng lại. Thật là tức chết, để sống mất con bé xinh đẹp đó rồi. Thoát được khỏi sự truy đuổi của thần vịnh, Manaket chạy một mạch về nhà với cha mẹ. Nàng ôm họ và khóc trong niềm ân hận tột cùng. Từ đó, nàng trở thành một người con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ và không bao giờ làm họ buồn phiền nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.